Chào thầy các bạn, hôm nay thì mình xin trình bày cái bài yêu cầu bài kiểm tra lần đầu tiên. Thứ nhất, yêu cầu đầu tiên của đề bài là yêu cầu 4 led 7 đại hiển thị 4 dấu gạch ngang. Yêu cầu thứ hai là khi nhấn phím up, led sáng dần từ phải qua trái, phím down thì ngược lại. Khi nhấn phím start thì chạy chương trình đếm sản phẩm. Ở đây thì số sản phẩm tôi đã đếm được chính là số led đang sáng. Ví dụ có 5 led đang sáng thì số sản phẩm tối đa đếm được là 5. Khi nhấn phím stop thì thẻ dừng chương trình đếm sản phẩm lại. Thì ở đây là code của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo thư về. Còn những đếm thì mình đếm này khi mình khai báo thì mình sẽ nói ở trong này sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ viết ghi hình con cho 4 phím là phím up, down, start và stop. Thì phím up thì đầu tiên có công dụng là để cho led sáng dần từ phải sang trái. Phím down thì ngược lại cho nó tắt dần đi. Phím start có công dụng là bắt đầu chạy chương trình đếm sản phẩm. Đây. Còn phím stop thì sẽ lưu chương trình đếm sản phẩm lại. Ngày đầu tiên thì mình sẽ khai báo số 4 led 7 đèn cũng số 0x BF 0x BF ở đây là thỏa mãn yêu cầu đầu tiên của đề bài, đó là yêu cầu đầu tiên 4 led 7 đèn thì 4 dấu gạch ngang. Mình tiếp tục đi đến yêu cầu thứ ba, là tại vì yêu cầu thứ hai đó đã nằm trên hai cái phím là up và down, mình ở trên này rồi, sáng dần từ phải sang trái và trái sang phải. Ở đây mình có khai báo thêm một biến, nó gọi là biến trạng thái. Đầu tiên thì mình sẽ set cái vị trí trạng thái đây bằng 1. Khi mình ấn phím start, nếu ấn phím star thì trạng thái sẽ bằng 0. Chúng ta sẽ chạy chương trình đếm sản phẩm. Ở đây mình sẽ khai báo hàm đang viết code cho chương trình chạy hiển thị đếm sản phẩm trên led 7 đoạn. Còn nếu mình ấn phím stop thì trạng thái sẽ bằng 1. Khi trạng thái bằng 1 thì chúng ta sẽ chạy chương trình đếm sản phẩm. Đây, mình sẽ theo cái dòng theo không móc vào đây. Rồi vậy là mình đã thỏa mãn yêu cầu thứ ba của bài toán. Còn này, nếu ở đây mình đặt là một cái nếu ta không lớn hơn biến max thì trạng thái sẽ bằng 1, mà nếu trạng thái bằng 1 thì thẻ ấn phím stop. Khi ấn phím stop thì chúng ta sẽ ngừng đếm sản phẩm. Mình sẽ thỏa yêu cầu thứ ba của bài toán. Ở đây mình nói cho rõ hơn là nếu ví dụ khi một ở đây mình khai báo biến max là biến giống như là để đo led vậy, khi một lần thì led sẽ sáng lên từng con như vậy. Nếu T0 mình cấp xung T0 vào đây mà lớn hơn sigma max thì T0 sẽ off, nghĩa là nó ngừng đếm sản phẩm. Giờ mình sẽ đi vào phần mô phỏng cho các bạn dễ hiểu hơn. Ở đây mình sẽ lập code cho nó ra. Đây là file mô phỏng của mình. Mình sẽ chạy chương trình. Đầu tiên là khi ấn phím on thì sẽ có một lớp sáng. Đây, chứ. Đó. Khi ấn phím off thì sẽ ngược lại. Khi ấn phím star này thì sẽ chạy chương trình đếm sản phẩm. Đây. Bút led đã hiển thị trạng thái bắt đầu. Ở đây thì mình sẽ cấp xung cho nó. Các bạn thấy là khi có hai led đang sáng ở đây thì cũng chỉ có được tối đa hai sản phẩm được đếm thôi. Đây mình sẽ tăng số led lên 3-4 luôn.
xin lỗi các bạn, mình đã làm lỗi rồi. Sẽ chạy lại từ đâu? Sẽ chạy 4 giờ sáng này. Nó chạy nhìn đến sản phẩm. Đây mình sẽ cho cấp xuống cho nó 1, 2, 3. Đâu là kéo mình ổn stop. Để coi có thể yêu cầu tán không, là nếu mình cấp xuống đâu thì các bạn đã thấy ở đây nếu mình đã cho là 4 lít sáng để là số sản phẩm tối đa hiệu quả sẽ là 4, nhưng mà mình đã cấp xung như vậy mà led không sáng, nghĩa là mình đã thỏa yêu cầu của bài toán là trước kia trước stop thì sẽ ngưng chương trình đếm sản phẩm. Thì mình cũng đã làm clip hướng dẫn xong rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.